Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong vlog ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục review đến cho mọi người một đôi Yeezy 350 tên là Yuzu. Tên khá là lạ và khó đọc nữa đúng không? Trước đó chúng ta cũng đã có tên là Yuzu và cả Yuzu nữa rồi. Mình sẽ có 30 giây để nói về phần hộp giày. Đầu tiên, nắp hộp 350, phần boost bên hông. Bên đây, bên đây chúng ta có Yeezy boost 350 máy bay Adidas. Có bên này, tem giày để check authentic. Và cái màu hộp quá là basic, iconic rồi. Quay trở lại với đôi giày của chúng ta. Điểm đặc biệt khi mà mình thấy ở trong hộp giày đó chính là có phần extra lace. Mình không biết tại sao nó có extra lace nữa, cho đến khi mình nhìn vào bên trong, nó cũng chỉ là cái màu dây giày giống y hệt cái màu dây của phần giày chính thôi, không có khác gì hết đâu. Và cho đến khi mình để ý kỹ thì ở ngay cái phần đầu, hai cái đầu dây giày đây cho mọi người xem, thì ở ngay cái phần mà hai cái đầu dây giày lẹt á, trong phim Fear and First á, thì nó được bọc lại với nhau bởi một cái lớp cao su. Mọi người khi mà mình bỏ ra thì chúng nó được khâu lại với nhau như vậy rồi. Và mình không biết tại sao nó lại làm như vậy. Thêm một điểm mới lạ đặc biệt hơn. Bởi vì bản chất của một đôi Yeezy 350 là dây giày là kiểu không cần thiết. Nếu mọi người có thể thấy thì dây giày nếu mà nó ép lại với nhau thì nhìn sẽ xấu hơn rất là nhiều, không còn đẹp nữa. Mà theo mình suy nghĩ á, để tháo được cái dây giày này ra thì phải cắt nó đi. Mà cắt nó đi thì không khác gì chúng ta lấy cái extra lace thêm vào. Thế còn điểm đặc biệt gì của này không? Kiểu não mình kiểu mình thấy điểm đặc biệt của đôi giày này đó chính là extra lace. Bên cạnh đấy thì cũng không còn gì đặc biệt nữa. Ngoại trừ là một cái phối màu khá là mới, một màu phối màu giữa xanh và xám. Mình sẽ để cái phần color mode ở đây cho graphic design cùng nhìn nhé. Israfil, một cái tên khá là thú vị. Một cái điểm stripe vàng ở đây làm nổi bật lên phần đôi giày. Theo mình nhớ không nhầm thì cái màu này làm mình liên tưởng đến cái kiểu màu của đôi Earth. Nó đầm đầm tối tối như thế. Thì mình đã từng xem trên trang Instagram của Yeezy Mafia thì thấy rằng là rất là nhiều phối màu Yeezy sau này á, cái màu của nó cũng đầm đầm tối tối như thế. Và nó hoàn toàn đi theo cái vibe của Kanye West. Cũng khá là đẹp. Có thể là tương lai sau này cái phối màu sẽ đi như thế, thay vì là những cái màu kiểu dạ quang như là bây giờ. Ok, thì ở cái phần vải của đôi giày, phần thân của đôi giày đây, nó có rất là nhiều những cái điểm vân khác nhau. Ví dụ như là ở đây, chúng ta có một điểm vân khác. Qua bên đây là một điểm vân khác. Rồi cho mọi người cùng xem kỹ nhé. Đây thì một điểm vân khác này. Đây khác, đây cũng khác một tí. Mỗi chỗ khác một tí, làm nổi bật lên cả một đôi như gì. Nhìn nó cũng khá là kiểu khác khác thế thôi, nhưng mà nó đi theo một cái quy trình, đi cho đúng quy trình ấy. And bên trong chúng ta cũng có phần lót giày, có chữ Yeezy 350 và cả Adidas. Và hình như mọi người thấy mọi người kiểu không thường hay đi phần lót giày nhiều ấy. Khi mà mọi người mua về, mọi người sẽ bỏ phần lót giày ra và mọi người mang cái phần bên dưới hơn. Mình không biết, tại vì ngày xưa trước khi mà mình biết đến cái việc này thì mình cực kỳ thích đi lót giày vào bên trong bởi vì nó sẽ rất là êm. Nhưng mà sau khi mà mình thấy được nhiều người, ví dụ mấy anh mình hay là mấy ông bạn mình cũng thế, kiểu họ bỏ cái lót giày ra rồi và họ đi bên trong, thì sau này khi resell lại hoặc bán lại nếu đang cần tiền á, thì nó sẽ tăng cái độ mới của đôi giày lên một chút. Thế cũng thế khá là hay. Với lại là mình thấy một điểm khá là đặc biệt của Yeezy, như mình đã chia sẻ rất nhiều video mình review những đôi 350 khác rồi, đó chính là những đôi Yeezy thì chúng ta sẽ đi một nửa size, half size up. Mình thì thường sẽ đi size 11 là one size up, nhưng mà riêng đôi 700 thì mình đi half size up thôi. Nhưng mà riêng đôi này là size 9, mình bỏ lót ra và mang vào vẫn khá là vừa. Đối với những ai chưa có Yeezy thì đây là phối màu đáng có nếu đã retail, để có một cái đôi giày trong collection giày của mình cho nó thêm thú vị hơn. Mình thì cũng đang cố gắng collect từng đôi giày của từng loại giày khác nhau, ví dụ là 350 một đôi, 500 một đôi, 750 một đôi kiểu thế. Và đúng như những gì Kanye West muốn, không phải cần quá hype, không phải cần resell cao. Mỗi người, nhà nhà, mọi người đều có thể một đôi Yeezy trên tay. Nếu mà anh có thể giảm từ 300 đô xuống còn 200 đô thì thật sự nhà nhà người người đều có thể sở hữu được. Và thân em cũng thế, em chưa có đôi Yeezy 350 nào hết. À mà mình nói luôn nha, thật sự mình bảo là mình đi size 9 vừa, không phải vừa đâu, nó khít kiểu nó gọi là sao ta, như kiểu mình mặc chiếc áo đi course thì đi vô bữa hết, kiểu khá là ôm người ấy, thấy được kiểu nổi nổi nhìn to to ấy. Nhưng mà giày thì lại ngược lại nha, mặc đi thì ok á, nhưng mà đến lúc mà đi lâu á là chịu đấy,
mình đã cảnh báo trước cho mọi người rồi, 31 đi mà đau chân á, đừng về trường mình nhé, nói trước cho biết. Thì đối với nhóm cổ thấp này, thấp, gầy, cao đều mang được hết. À, by the way, còn một điểm khá là thú vị nữa. Theo mình nhớ thì những cái kiểu thiết kế như vậy á, hay là như thế nào đấy mình không nhớ, phần chỉ giao nhau giữa hai phần vải của hai đôi giày với nhau á, thì nó không còn là kiểu bắt chéo với nhau nữa, mà là kiểu đã kiểu khâu thẳng vào với nhau rồi, nhìn cảm giác khá là chắc chắn luôn ấy. Từ phần gót kéo lên đến phần thân, đến phần chân luôn. Mình thì mình khá là thích những cái boost kiểu màu khác. Ví dụ như boost này thì nó màu xanh, nó sẽ che được cái phần boost khi bị ố vàng. Wow, đó là tất cả những gì muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy vlog hay thì lại cho mình một lấy like, subscribe và share video này nhé. Và cảm ơn mọi người xem cuối vlog này và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Lưu và peace out.